không thể trả lời như một ai đó rất là vô trách nhiệm, đó là tại nước biển mặn quá dẫn tới là nó hư vỏ thép. Ta phải rà soát lại tất cả các khâu, từ khâu sản xuất cho đến khâu đăng kiểm, thì kinh nghiệm như thế nào. Trách nhiệm ai sai thì người đó chịu trách nhiệm. Khắc phục toàn bộ những cái sự cố hỏng hóc cho bà con ngư dân trong cái thời gian sớm nhất. Đây là một trong số nhiều con tàu vỏ thép có trị giá hàng chục tỷ đồng nhưng đã bị hỏng ở Bình Định. Lý giải cho sự hỏng này thì một đơn vị đóng tàu đã nói với ngư dân rằng tàu vỏ thép bị rỉ sét hư hỏng là do nước biển mặn. Những kết quả mới công bố của tổ thẩm định cho thấy những con tàu này hỏng vì nhiều lý do, trong đó có việc bị đánh cháo những thiết bị quan trọng nhất. Vì sao một chủ trương rất đúng đắn của chính phủ hỗ trợ ngư dân hiện đại hóa tàu cá để vươn khơi bám biển lại trở thành gánh nặng với các chủ tàu vỏ thép và đẩy nhiều ngư dân vào cảnh nợ nần? Những cá nhân đơn vị có liên quan lên tiếng nhận trách nhiệm, hứa sửa chữa thì liệu có giúp ngư dân trở lại với biển khi treo trên đầu họ là một khoản nợ hàng chục tỷ đồng? Chúng tôi sẽ đề cập rõ hơn nội dung đang được dư luận cả nước rất quan tâm trong phần sau của chương trình. Kính chào quý vị, tôi là Thanh Huyền, người sẽ đồng hành cùng quý vị trong 30 phút sắp tới. Còn ngay sau đây là phần điểm tin chính. Mưa lớn gây ngập lụt nghiêm trọng tại nhiều địa phương ở miền Bắc, ảnh hưởng không nhỏ đến ngày thi thứ hai của kỳ thi Trung học phổ thông quốc gia 2017. Kho hàng rộng gần 5.000 m² nằm cạnh cảng Sài Gòn trên địa bàn quận 4 thành phố Hồ Chí Minh bị thiêu rụi trong trận hỏa hoạn xảy ra vào đêm qua. Bà Cho Sung Shin, bạn thân và là người có liên quan đến bê bối tham nhũng của cựu Tổng thống Hàn Quốc Park Geun-hye bị kết án 3 năm tù vì tội lạm dụng quyền lực. Hàng chục học sinh nam thuộc Học viện Exeter ở Anh mặc váy kẻ caro đến trường để phản đối quy định bắt buộc mặc quần dài trong thời tiết nắng nóng. Một trận mưa lớn bất ngờ đã trút xuống thành phố Thái Nguyên vào sáng nay đã gây ngập nghiêm trọng tại một số tuyến đường. Giao thông đi lại rất khó khăn, nhất là với các thí sinh và phụ huynh khi di chuyển đến điểm thi Trung học phổ thông quốc gia 2017. Các cơ quan chức năng của địa phương này đã phải rất vất vả để hỗ trợ mọi người qua lại những khu vực ngập sâu. Trong sáng nay ở miền Bắc chỉ có Hà Giang và Thái Nguyên là có mưa lớn. Lượng mưa đo được tại thành phố Thái Nguyên có lượng lên đến 107mm, đã gây ra tình trạng ngập úng nghiêm trọng trên nhiều tuyến đường. Trong 3 giờ đồng hồ mưa liên tục, nước đã dâng cao tới 50-70cm. Các phố Lương Ngọc Quyến, Hoàng Văn Thụ, Minh Cầu, khu vực ngã tư tỉnh ủy, Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên, Trường Đại học Sư phạm, Đại học Thái Nguyên là ngập nặng nhất. Nhiều phương tiện chết máy nên người dân phải dắt bộ. Mưa lớn trùng với ngày thứ hai của kỳ thi Trung học phổ thông quốc gia nên các lực lượng chức năng tỉnh Thái Nguyên phải có mặt từ sáng sớm để điều tiết giao thông, sử dụng các phương tiện chuyên dụng để giúp đỡ thí sinh đi qua điểm ngập và đến phòng thi đúng giờ. Trong một diễn biến khác, trận mưa lớn sáng nay cũng khiến nước trong hồ núi Cốc dâng nhưng không đáng kể. Hiện cũng chưa ghi nhận sự cố gì từ công trình này. Tuy nhiên, thời tiết xấu sẽ ảnh hưởng không nhỏ đến việc xử lý sự cố rò rỉ nước qua thân đập. Vào tối qua, thì một vụ cháy lớn đã xảy ra tại kho chứa hàng nằm cạnh cảng Sài Gòn trên địa bàn quận 4 thành phố Hồ Chí Minh. Lực lượng chữa cháy đã huy động rất đông phương tiện, chiến sĩ đến hiện trường và phải mất hơn 3 giờ đồng hồ mới khống chế được đám cháy. Tuy nhiên, gần toàn bộ 5.000 m² nhà xưởng đã bị thiêu rụi. Vụ hỏa hoạn xảy ra vào khoảng 22 giờ 35 ngày 22 tháng 6 tại nhà kho rộng khoảng 5.000 m² thuộc công ty cổ phần kho vận miền Nam nằm trên đường Nguyễn Tất Thành, quận 4, thành phố Hồ Chí Minh, ngay sát cảng Sài Gòn. Ngọn lửa bắt đầu từ kho số 1, sau đó lan sang 4 kho còn lại. Ngay thời điểm xảy ra cháy, hơn 30 người thuộc lực lượng phòng cháy chữa cháy tại chỗ đã tích cực dập lửa. Tuy nhiên, ngọn lửa càng lúc càng cháy mạnh. Người dân hoảng loạn di chuyển ra đường. Tuyến đường Hoàng Diệu và Nguyễn Tất Thành bị phong tỏa. Cảnh sát phòng cháy chữa cháy quận 4 đã điều động nhiều phương tiện đến hiện trường và xin chi viện từ cảnh sát phòng cháy chữa cháy thành phố Hồ Chí Minh do vụ cháy quá lớn. Chúng tôi đã điều động tất cả là 7 đơn vị, huy động là trên 29 xe chữa cháy và vậy là trên 10 máy bơm chữa cháy và một tàu chữa cháy cùng với vấn đề là 2 cano và 10 máy bơm chữa cháy. Thì chúng tôi đã tận dụng để mà triển khai công tác tổ chức chữa cháy. Riêng lực lượng chuyên nghiệp
thì chúng tôi đã điều động là 180 cán bộ chiến sĩ. Chúng tôi tập trung vào ngay chỗ các cửa, tất cả các cửa của hệ thống kho để mà đánh từ bên ngoài đánh vào. Sau hơn 3 giờ đồng hồ, ngọn lửa cơ bản được khống chế. Đến trưa hôm nay, lực lượng phòng cháy chữa cháy vẫn túc trực tại hiện trường để phun nước làm mát vì nhiều vị trí vẫn còn âm ỉ khói. Các lối ra vào vẫn bị phong tỏa để khám nghiệm hiện trường. Anh Trương Anh Minh vẫn chưa hết hoảng sợ vì nhà anh nằm ngay phía trước kho hàng này. Thời điểm xảy ra cháy, bức tường nhà anh bị đập để lực lượng chức năng đưa vòi rồng vào chữa cháy. Thì người ta báo là cháy là cái giật dậy ngồi dậy thì vợ con lối xóm này đi ra thấy lửa ùng ùng cháy thì mới chạy cái đường mà lấy đồ ra đường rồi mình đứng ở đó. Họ đập cái đường sau tức tường luôn, họ lòn dây rồi mới cứu được cái nhà đó. Thì đâu đáng nói chung là không được cái gì hết á. Thì sơ thôi mình vài món thôi mình như là xe cộ thôi. Lấy được 2-3 chiếc xe với gom được mấy bộ đồ đi ra thôi. Mình nghĩ lửa nó tới đây làm sao mình lấy được đồ nữa. Mặc dù đã huy động rất đông lực lượng và phương tiện thế nhưng khó khăn lớn nhất của vụ cháy lần này đó là việc tiếp cận các vòi nước chữa cháy vì hầu như là rất hạn chế. Cảnh sát phòng cháy chữa cháy thành phố Hồ Chí Minh đã phải phá một bức tường của cảng Sài Gòn để lấy nước trực tiếp từ dọc sông này lên để chữa cháy. Đến trưa ngày hôm nay thì đám cháy vẫn âm ỉ và có khoảng 4 xe chữa cháy vẫn đang túc trực tại hiện trường để phòng nguy cơ cháy trở lại. Vụ cháy rất may không có thiệt hại về người. Tuy nhiên, toàn bộ kho hàng rộng hơn 5.000 m2 đã bị thiêu rụi. Nguyên nhân vụ cháy cũng chưa được lực lượng chức năng tiết lộ. Tuy nhiên, theo người dân địa phương, kho hàng này được xây dựng từ thời Pháp và đã xuống cấp. Ngày 22 tháng 6, đội cảnh sát kinh tế công an quận 6 thành phố Hồ Chí Minh cho biết vừa kiểm tra và phát hiện một cơ sở chuyên sản xuất dầu mè không đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm. Đáng nói loại dầu ăn này được dán mác của các thương hiệu có tên tuổi khác để đưa ra thị trường tiêu thụ. Khi kiểm tra cơ sở sản xuất trên đường Bà Hôm ở quận 6 thành phố Hồ Chí Minh, lực lượng chức năng phát hiện khoảng 1.000 chai dầu ăn loại 25ml. Bên cạnh đó còn có nhiều vỏ chai, tem nhãn và hàng chục thùng dầu. Để tiêu thụ được hàng và đánh lừa người tiêu dùng, chủ cơ sở sản xuất còn trang bị máy in và các dụng cụ khác để in lại thông tin mới lên bao bì. Tại hiện trường thì tất cả dụng cụ, máy móc tại cơ sở đều đóng cặn, mất vệ sinh, bốc mùi khó chịu. Làm việc với cơ quan chức năng, chủ cơ sở khai nhận toàn bộ số hàng trên sau khi sản xuất sẽ được chuyển cho các thương lái để tiêu thụ tại thành phố Hồ Chí Minh và cả các tỉnh miền Tây. Hiện cơ quan công an đã niêm phong toàn bộ lô hàng trên để tiếp tục làm rõ vụ việc. Trong khi tại Hà Nội, bệnh nhân sốt xuất huyết đang có chiều hướng gia tăng đột biến, thì thành phố Hồ Chí Minh cũng bắt đầu có dấu hiệu tương tự. Tuy nhiên, thay vì đối tượng trẻ nhỏ dưới 15 tuổi mắc bệnh sốt xuất huyết như trước đây, thì nay bệnh nhân là người lớn lại tăng cao, tiềm ẩn nguy cơ tử vong nếu không điều trị kịp thời. Chỉ tính riêng bệnh viện nhiệt đới thành phố Hồ Chí Minh, số lượng bệnh nhân là người lớn mắc sốt xuất huyết đã tăng thêm 30 đến 40% so với trước đó. Mỗi ngày khoa nhiễm D của bệnh viện tiếp nhận 40 đến 60 bệnh nhân. Do đó khoa đã phải tận dụng cả hành lang kê giường bệnh. Hầu hết bệnh nhân mang tâm lý lớn tuổi nên sẽ không mắc bệnh này. Tuy nhiên chính vì chủ quan mà khi nhập viện thì bệnh đã diễn tiến nặng kèm theo biến chứng. Thông thường biến chứng ở sốt xuất huyết người lớn sẽ gây suy đa tạng, sốc, có thể biến chứng viêm cơ tim. Nếu người bệnh bị sốc tim thì sẽ tử vong nhanh chóng. Các bác sĩ cũng cảnh báo việc người bệnh bị mắc sốt xuất huyết thường đến các phòng khám tư nhân, tự ý chuyển nước sẽ dẫn đến biến chứng nặng nề, không kịp xử lý và có thể dẫn đến tử vong. Được biết là trong tuần qua, thành phố Hồ Chí Minh có thêm 230 trường hợp sốt xuất huyết, tăng hơn 5% so với 4 tuần trước đó. Đó là thống kê ở tại thành phố Hồ Chí Minh. Còn trên toàn quốc thì số bệnh nhân mắc sốt xuất huyết đã tăng gấp 4 lần so với cùng kỳ năm 2016. Và so với các tỉnh thành phố khác thì Hà Nội là một trong những địa phương có tỷ lệ mắc sốt xuất huyết cao, số ca bệnh đang tăng mạnh, nhiều người lớn phải nhập viện. Nằm viện gần một tuần, đến nay tình trạng của chị Ngọc mới thuyên giảm. Trước đó, dù sốt cao liên tục trong 5 ngày, nhưng do nhầm lẫn với bệnh khác nên chị chủ quan, không nghĩ mình mắc sốt xuất huyết để đi khám và điều trị. Tính từ ngày đầu tiên sốt thì đến hôm em vào viện đã là hôm thứ 7 của ngày phát bệnh rồi. Thì do bắt đầu từ 2 ngày trước đấy là em xuất hiện tình trạng rong kinh, mà trong khi đó thì em mới kết thúc cái kỳ kinh nguyệt khoảng một tuần trước đấy. Những bệnh nhân vào viện chúng tôi với mặt bệnh cũng rất đa dạng, nhưng trong những cái thời tiết nắng nóng như này và đặc biệt trong cái thời gian này thì nổi trội lên hai cái mặt bệnh, đó là bệnh sốt xuất huyết đanh và bệnh viêm não màng não. Ngay từ đầu năm 2017, các bệnh viện trên địa bàn thành phố Hà Nội đã liên tục tiếp nhận bệnh nhân mắc sốt xuất huyết. Tuy nhiên,
2 tháng trở lại đây, số ca mắc tăng mạnh. Chỉ tính từ đầu tháng 5, Bệnh viện Nhiệt đới Trung ương đã tiếp nhận điều trị cho hơn 100 bệnh nhân mắc sốt xuất huyết. Còn theo thống kê của Sở Y tế Hà Nội, từ đầu năm đến nay, trên địa bàn thành phố đã ghi nhận gần 1.700 trường hợp mắc sốt xuất huyết. Số ca mắc tăng 3,9 lần so với cùng kỳ năm 2016. Các quận huyện như Thường Tín, Đống Đa, Hoàng Mai đang là điểm nóng với nhiều ca mắc. Cái số mắc nó có cái xu hướng nó tăng, nó đang tăng lên. Để mỗi tuần thì khoảng độ 2-30 ca bệnh. Và nó tập trung ở một số cái quận huyện như là quận Đống Đa, quận Hoàng Mai, quận Hai Bà Trưng và cái xã Tiền Phong của huyện Thường Tín. Đó là mấy cái điểm mà đang có nhiều bệnh nhân hơn. Theo nhiều chuyên gia, dịch bệnh sốt xuất huyết tại Hà Nội trong năm nay diễn biến phức tạp là do chu kỳ dịch có sự thay đổi, không giống những năm trước. Và nguyên nhân gây ra sự thay đổi trên liên quan đến những yếu tố bất thường của thời tiết. Cái nền nhiệt độ năm nay là nó rất khác so với mọi năm. Đấy, tức là mùa đông năm nay là nó nền nhiệt độ rất cao. Đấy. Và thậm chí đến thời điểm này thì vẫn có những cái đợt mà gió mùa xen kẽ vào. Tức là năm nay là sự thay đổi về thời tiết là nó thuận lợi, rất là thuận lợi cho cái việc phát triển của muỗi. Trong khi đó, theo thống kê của Cục Y tế Dự phòng, tính đến hết ngày 22 tháng 6, cả nước ghi nhận 36.400 trường hợp mắc sốt xuất huyết tại 47 tỉnh, thành phố. 10 bệnh nhân đã tử vong. Trước tình trạng trên, ngành y tế khuyến cáo người dân, ngay khi có các biểu hiện sốt cao, đau đầu, phát ban, cần đến ngay các cơ sở y tế để khám và điều trị. Chắc hẳn là quý vị và các bạn còn nhớ, trong các năm 2012-2013 thì hàng loạt trẻ bị ngộ độc trì do dùng thuốc cam, khiến Bộ Y tế liên tục phải có những báo động về thực trạng này. Sau vài năm tạm lắng thì dường như thuốc cam chứa lượng trì độc hại lại tái xuất trên thị trường. Bằng chứng là rải rác có một số trẻ ngộ độc, trong đó nhiễm độc nặng nhất là một cháu bé ở huyện Thái Thụy của tỉnh Thái Bình đang trong tình trạng nguy kịch. Bé trai 5 tháng tuổi, xã Thụy Phong, huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình, được đưa đến khoa hồi sức cấp cứu, Bệnh viện Sản Nhi Quảng Ninh hôm 16 tháng 6, trong tình trạng biếng ăn, nôn tự nhiên, đi ngoài phân lỏng nhiều lần, co giật toàn thân. Trong chiều nay, do tình trạng ngộ độc ngày càng trầm trọng, cháu bé đã được chuyển lên trung tâm chống độc, Bệnh viện Bạch Mai. Người nhà bệnh nhi cho biết, bé vốn bị viêm da cơ địa, nên gần đây gia đình nghe giới thiệu loại thuốc cam chữa khỏi bệnh, nên đã mua về, bôi da cho bé khoảng 20 ngày. Sau khi bôi một thời gian, bé hay có biểu hiện co giật, tím tái, bỏ bú. Gia đình vội đưa cháu vào bệnh viện. Nghi ngờ bệnh nhân ngộ độc trì do thuốc cam, các bác sĩ đã lấy máu xét nghiệm, phát hiện hàm lượng trì trong máu của bệnh nhi quá cao, gấp 13 lần ngưỡng khuyến cáo. Thuốc cam mà cháu bé sử dụng được xác định là mua của một bà lang ở Hòa Bình. Bác sĩ Dương Văn Linh, trưởng khoa hồi sức cấp cứu Bệnh viện Sản Nhi Quảng Ninh cho biết, mặc dù chỉ bôi ngoài da, nhưng vết loét sâu, lượng trì lớn đã thấm qua da và đi vào máu của cháu bé. Thời gian gần đây, bệnh viện cũng tiếp nhận nhiều trường hợp trẻ bị co giật, dẫn đến hôn mê sau khi sử dụng thuốc cam không rõ nguồn gốc. Chiều tối qua, thì Tổ thẩm định chất lượng 17 con tàu vỏ thép đóng mới của tỉnh Bình Định đã công bố những kết luận ban đầu về nguyên nhân gây hư hỏng tàu. Và thông tin đáng chú ý là tất cả tàu hỏng đều có lỗi và có sai phạm của đơn vị đóng tàu khi đã cung cấp sản phẩm không đảm bảo chất lượng, chứ không phải là do cách vận hành sai của ngư dân. Vậy những con tàu vỏ thép này đã bị đánh cháo những bộ phận nào khiến giá trị của chúng từ hàng chục tỷ đồng giờ không khác gì một đống sắt vụn? Tổng hợp của nhà phóng viên. Tổ thẩm định xác định, trong 17 tàu hư hỏng, có 5 tàu cá vỏ thép do công ty trách nhiệm hữu hạn Đại Nguyên Dương đóng, nguồn gốc xuất xứ thép từ Trung Quốc, và 12 tàu cá vỏ thép do công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Nam Triệu đóng, nguồn gốc xuất xứ thép từ Hàn Quốc. Qua kiểm tra, 12 tàu bị rỉ sét, 5 tàu, phần vỏ, mặt boong, cabin hư hỏng và xuống cấp trầm trọng. Đặc biệt, các lỗi nằm ở máy tàu khiến cho nó hoạt động không ổn định và dễ dẫn đến các sự cố. Đơn vị đóng tàu cho biết sử dụng 9 máy tàu chính hiệu Mitsubishi, nhưng khi kiểm tra các chi tiết như bộ hàn nhiệt khí bằng nước ngọt, bơm nước biển gắn ngoài, hệ thống ống dẫn giải nhiệt đều được gia công lại và hãng Mitsubishi xác nhận là máy giả. 3 máy chính hãng Doosan thì có sai lệch về ký hiệu và nóng bất thường khi hoạt động. 25 máy phụ được lắp thì có 4 máy Trung Quốc, 2 máy không có nhãn mác. Kiểm tra hầm bảo quản tàu thì có đến 14 tàu hầm đọng nước, giữ nhiệt kém, rỉ sét.
Câu hỏi được dư luận quan tâm lúc này là tại sao nhiều con tàu có vấn đề như vậy nhưng vẫn qua mắt được cơ quan đăng kiểm, qua mắt các cơ quan chức năng để hoạt động. Sự non kém về trình độ chuyên môn của các cán bộ khi không phát hiện ra các sai phạm, liệu có phải là một câu trả lời thỏa đáng? Tìm hiểu tiếp theo của VTC14. Để đăng kiểm một con tàu giá vài chục tỷ đồng không phải là dễ. Từ hồ sơ đến máy tàu phải kiểm tra được nguồn gốc xuất xứ, chứng nhận chất lượng, chứng nhận thí nghiệm máy của nơi sản xuất. Vậy nhưng sai sót vẫn xảy ra. Bộ phận quan trọng nhất của con tàu thì bị làm giả, nhiều chi tiết không đồng bộ, không trùng khớp với nhau. Rõ ràng ở đây cũng có những sai sót của anh em chúng ta khi đã chưa làm xem kỹ được cái toàn bộ cái vấn liên quan đến cái thực tế đấy. Do đó mà có cái việc liên quan đến cái máy có những cái chế tạo rồi thì là làm giả rất là tinh vi, thì ở đây đối với anh em đảng viên đã có những cái sai sót. Cơ quan đăng kiểm cho biết hiện chưa phát hiện được tiêu cực ở đăng kiểm viên, nhưng thừa nhận trình độ yếu kém. Về phía đơn vị đóng tàu, dù không đồng tình với kết quả công bố của tổ kiểm định, nhưng lại sẵn sàng bồi hoàn máy mới cho ngư dân. Đó có thể hiểu là sự thừa nhận về những sai sót trong khâu đóng tàu. Công ty 5 triệu thực hiện theo cái chỉ đạo của Tổng cục Hậu cần Kỹ thuật, phối hợp chặt chẽ với Sở Nông nghiệp và Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định để khắc phục toàn bộ những cái sự cố hỏng hóc cho bà con ngư dân trong cái thời gian sớm nhất. Trách nhiệm ai sai thì người đó chịu trách nhiệm. Tôi nói ví dụ cơ sở đóng tàu trong cái hợp đồng là nói rằng là tàu là cái máy là máy Mitsubishi. Nếu mà không đúng máy Mitsubishi như cái tổ công tác đã có ý kiến thì anh phải thay lại máy mới. Có nghĩa là anh nào sai thì người đó chịu. Hàng chục nghìn tỷ đồng đã được các ngư dân vay ưu đãi để đóng tàu kiên cố vươn xa, trong khi các ngành, các cấp và cả nước cùng vào cuộc giúp ngư dân thì lại có những nơi làm điều sai trái. Thiệt hại tài sản dù rất lớn nhưng không thể bằng sự suy giảm nghiêm trọng niềm tin. Hợp đồng là yêu cầu anh lắp cho tôi cái vỏ thép của Nhật hoặc là của Hàn Quốc. Anh yêu cầu anh lắp cho tôi cái máy của Nhật. Bây giờ nó không phải như vậy thì đưa ra tòa án kinh tế để mà xử. Ai vi phạm thì người ấy phải bồi thường. Cái sự bồi thường ấy thì chúng tôi xác định là thế này: con tàu phải làm lại, tức là thay máy và thay vỏ. Ta phải rà soát lại tất cả các khâu, từ khâu sản xuất cho đến khâu đăng kiểm, phải chịu trách nhiệm như thế nào. Tôi cho là việc cần thiết phải làm. Chúng ta phải xem lại xem là lỗi ở đâu như thế nào, và phải nghiêm túc để khắc phục những cái việc ấy, xử lý việc ấy một cách triệt để, để tránh thiệt hại cho dân cũng như là cái an toàn tính mạng đối với họ ở những con tàu mà mình đưa sản phẩm ra nó không đảm bảo được cái chất lượng. Có hay không sự khuất tất bắt tay với doanh nghiệp của đăng kiểm viên để bỏ qua lỗi thì phải chờ sự vào cuộc của cơ quan công an. Nhưng dù bất kỳ lý do gì thì người chịu thiệt hại nặng nề nhất vẫn là những ngư dân chịu thương chịu khó. Ước mơ đổi đời từ tàu vỏ thép giờ lại trở thành nỗi lo về cơm áo của nhiều ngư dân. Thông tin từ Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Ngãi cho biết, một tàu cá của ngư dân vừa bị tàu Trung Quốc uy hiếp, đập phá trong lúc đang hành nghề trên vùng biển Hoàng Sa. Trưa nay 23 tháng 6, tàu cá gặp nạn này cùng với 8 ngư dân vừa về đến cảng Sa Kỳ. Trình báo với lực lượng biên phòng, ngư dân Phạm Văn Mãng là thuyền trưởng tàu cá gặp nạn QNG 90909 cho biết, sáng ngày 18 tháng 6, khi đang neo đậu tại tọa độ 16 độ 33 phút độ Vĩ Bắc, 111 độ 45 phút độ Kinh Đông, thuộc vùng biển Hoàng Sa, bất ngờ có hai chiếc cano số hiệu 15-16 của Trung Quốc sử dụng vũ khí và công cụ hỗ trợ tấn công khống chế ngư dân. Những người có mặt trên cano mặc quân phục yêu cầu thuyền trưởng đưa tàu về gần khu vực đảo Xà Cừ. Khống chế tôi chăm dục khu điện lồng tôi nhỏ nước xa này tôi lậu là tàu thì nó bắt tôi kéo cái neo kéo cái dòm chạy vô gò thì bất ngờ dòng ở trước dưa ta lên đào vậy hết rồi là vô bỏ cái neo sang là bất ngờ dòng trước hay là nó tự nó lồm nó đập nó phó rồi nó xuống hầm rộng nó bắt tâm hầm rồi đó đồ sống mà nuôi đó là nó xuống nó xỏ cho nặng nó rấu nước cái hầm. Tại đây, phía Trung Quốc lấy của ngư dân gần một hầm cá các loại, chặt đứt dây hơi, đập phá thân tàu.
Lúc này thuyền trưởng phát hiện nước đã ngập toàn bộ khoang máy. Phát hiện tàu chìm, thuyền trưởng Mãng đã liên lạc tàu cá khác đang hoạt động cùng khu vực đến ứng cứu và chuyển 8 ngư dân bị nạn về đất liền. Theo Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Ngãi, trước đó ngày 29 tháng 5, tàu cá QNG 90513 của ngư dân xã Bình Châu, huyện Bình Sơn cũng đã bị một tàu Trung Quốc uy hiếp và đâm va dẫn đến hư hỏng. Xin được chuyển sang các tin tức quốc tế. Bà Choi Soon-sin, bạn thân và là người có liên quan đến bê bối tham nhũng của cựu Tổng thống Hàn Quốc Park Geun-hye, mới đây đã bị kết án 3 năm tù vì tội lạm dụng quyền lực để giành các ưu đãi cho con gái. Hãng tin Yonhap đăng tải ngày 23 tháng 6, Tòa án quận trung tâm Seoul đã tuyên bố bà Choi Soon-sil bị buộc tội lạm dụng mối quan hệ với cựu Tổng thống Park Geun-hye gây ảnh hưởng ở Đại học Nữ Sinh Ewha để con gái bà Chung Yora giành các ưu đãi trái pháp luật. Tòa án xác nhận bạn thân của bà, Park Geun-hye, đã bỏ qua các quy định của luật pháp, các thủ tục để con gái bà được ưu ái và những người khác có liên quan cùng bà Choi Soon-sil thực hiện những mục đích này. Bà Choi Soon-sil, 61 tuổi, bị cáo buộc thông đồng với các lãnh đạo trường Đại học Nữ Sinh Ewha để nhận con gái bà nhập học năm 2015 như một tài năng thể thao. Ngoài ra, bà cũng bị cáo buộc gây sức ép để các giáo sư chấm điểm những bài thi mà Chung Yora chưa từng nộp bài hay dự thi. Ngoài bà Choi, tòa án cũng kết án Choi Kung-hye, cựu giám đốc, và Nam Kung-gon, người đứng đầu phụ trách tuyển sinh Đại học Nữ Sinh Ewha, lần lượt là 2 năm và 1,5 năm tù giam vì đã thông đồng với Choi Soon-sil. Đây là phán quyết đầu tiên được tòa án đưa ra cho một trong số rất nhiều tội danh mà bà Choi Soon-sil bị cáo buộc trong bê bối tham nhũng, hối lộ, khiến bà Park Geun-hye bị phế truất. Bà Choi còn bị cáo buộc nhận hối lộ trị giá ít nhất là 6,85 triệu đô la Mỹ từ Samsung. Cựu Tổng thống Hàn Quốc và người thừa kế tập đoàn Samsung Lee Jae-yong cũng đã bị giam giữ và đang chờ xét xử. Cuối tháng 5, các công tố viên Hàn Quốc đề nghị mức án 7 năm tù cho bà Choi Soon-sil. Vào tối ngày hôm qua 22 tháng 6, theo giờ Việt Nam, một trận động đất mạnh đã xảy ra ở bờ biển Guatemala, khiến các tòa nhà bị rung chuyển, cây đổ. Trận động đất này còn gây ra chấn động mạnh ở quốc gia láng giềng El Salvador. Theo cơ quan khảo sát địa chất Mỹ, trận động đất trên mạnh 6,8 độ Richter cách thành phố Puerto San Jose nằm trên bờ biển Thái Bình Dương của Guatemala 38 km về phía đông nam và ở độ sâu 46,8 km. Trận động đất cũng khiến cư dân nước láng giềng El Salvador cảm nhận được độ rung chấn, khiến họ chạy ra khỏi nhà do lo sợ xảy ra dư chấn. Đây là một trận động đất mạnh. Chúng tôi cảm thấy rất sợ hãi. Khi nó xảy ra, tôi đang ở trên giường. Đột nhiên mọi thứ rung chuyển dữ dội và tôi đứng dậy la hét. Tôi gọi các chị em và cháu trai tôi. Chúng tôi đã chạy ra khỏi nhà sớm nhất có thể. Cảm ơn Chúa, mọi người không ai làm sao. Hiện chưa có báo cáo về thương vong cũng như là thiệt hại của trận động đất này. Hồi tuần trước, một trận động đất mạnh 6,9 độ Richter cũng đã xảy ra tại Guatemala và miền nam Mexico, làm 5 người thiệt mạng, gây mất điện và làm sập nhiều tòa nhà. Được biết, Guatemala thường hay hứng chịu các trận động đất do vị trí địa lý của nước này nằm ở điểm hội tụ giữa mảng kiến tạo Cocos Caribe với mảng kiến tạo Bắc Mỹ. Cũng trong ngày hôm qua, thì một đám cháy lớn đã bùng phát ở một khu nhà kho tại trung tâm thủ đô Lima của Peru, và có ít nhất là 15 người đã được đưa tới bệnh viện và các trung tâm y tế địa phương gần đó do ngạt khói. Vụ cháy xảy ra vào khoảng 2 giờ 30 phút chiều ngày 22 tháng 6 theo giờ địa phương tại một nhà kho chứa các sản phẩm hóa học bao gồm cả sơn và bình xịt. Chính quyền địa phương cho biết ít nhất 80 người đã chạy thoát khỏi tòa nhà. Sau khi vụ việc xảy ra, hơn 250 lính cứu hỏa đã có mặt để dập tắt đám cháy và đưa các nạn nhân tới cơ sở y tế. Con trai tôi hiện vẫn đang mắc kẹt trong tòa nhà và nó không thể ra ngoài vì cánh cửa bị khóa ngoài. Người chủ tại đó đã khóa lại để các công nhân không thể ra ngoài. Được biết, con trai cô Beta Villalobos là một trong 4 người được cho là vẫn bị mắc kẹt bên trong tòa nhà. Hiện cảnh sát Lima đang tiếp tục đưa những người bị nạn ra ngoài và điều tra nguyên nhân của vụ cháy. Hãng tin Reuters dẫn lời lực lượng cứu hỏa Bồ Đào Nha cho biết họ đã kiểm soát được vụ cháy rừng gây thương vong lớn ở miền trung của nước này. Trong khi đó, thì dư luận tiếp tục đặt câu hỏi về nguyên nhân của vụ cháy.
Phát biểu với báo giới, chỉ huy hoạt động của cơ quan bảo vệ công dân Vito và Pinto cho biết đám cháy tại khu vực Pedregal, Guanda đã được kiểm soát, theo đó đã hoàn thành giai đoạn chữa cháy đầu tiên. Cuối ngày hôm qua, chúng tôi đã xử lý được hai điểm cháy lớn. Nhờ những nỗ lực của các lính cứu hỏa, chúng tôi đã có thể giải quyết được đám cháy này. Tuy nhiên, quan chức này cũng cảnh báo tình hình các đám cháy nhỏ hơn hiện vẫn đang ẩn chứa nhiều nguy cơ, song khẳng định các lực lượng sẽ sử dụng mọi phương tiện để ngăn chặn đám cháy bùng phát trở lại. Trước đó, ngày 20 tháng 6, đám cháy đã được kiểm soát, song đã bùng phát trở lại và lan sang khu vực Goyes lân cận, buộc các nhà chức trách phải sơ tán 40 xóm nhỏ gần làng Goyes. Dư luận Bồ Đào Nha hiện đang dấy lên nhiều câu hỏi về nguyên nhân thảm họa kinh hoàng này. Phát biểu ngày 21 tháng 6, người đứng đầu Liên đoàn lính cứu hỏa Bồ Đào Nha Jaime Mata Suarez nhận định vụ cháy rừng là hậu quả của một hành động cố ý. Phát biểu này trái với kết luận ngày 18 tháng 6 của cảnh sát. Theo đó, nguyên nhân được đưa ra là do thời tiết khô và sấm sét trong cơn bão đã gây ra vụ cháy sau khi cảnh sát tìm thấy một thân cây bị sét đánh. Tuy nhiên, theo ông Mata Suarez, vụ cháy đã bùng phát suốt 2 giờ đồng hồ trước khi cơn bão bắt đầu hôm 17 tháng 6. Trước các phát biểu mâu thuẫn trên, cảnh sát tư pháp Bồ Đào Nha thông báo sẽ điều tra nguyên nhân vụ cháy. Những ngày này thì người dân và khách du lịch tới với thủ đô Paris của nước Pháp sẽ cảm nhận được nhiệt độ ngày một tăng. Mức nhiệt độ hiện tại ở Paris dự kiến là 36 độ C, mức nhiệt khá cao tại một thành phố ôn đới. Vào ngày hôm qua 22 tháng 6, mức nhiệt đo được ở thủ đô Paris của Pháp đã đạt 36 độ. Người dân Paris và khách du lịch đã phải tìm cho mình nhiều phương thức để tránh cái nắng nơi đây. Một số thì thích thú tranh thủ phơi mình dưới ánh nắng mặt trời với mũ và ô dù, trong khi một số người thì lại tìm những nơi có bóng râm và mát mẻ để tránh nóng. Tôi cứ hy vọng rằng đi du lịch tới nơi đây thì sẽ được hưởng khí hậu mát mẻ. Nói chung, tôi đã quen với nhiệt độ cao rồi nên cũng không bị ảnh hưởng gì mấy. Thành thật mà nói, năm nay nóng hơn năm ngoái. Nếu không ở trong phòng điều hòa thì sẽ cảm thấy hơi khó chịu và mệt. Dự báo ngày mai nhiệt độ sẽ giảm xuống, vì vậy tôi hy vọng mọi thứ sẽ ổn thôi. Theo các cơ quan thời tiết quốc gia, nhiệt độ trong tuần vừa qua được cho là cao nhất trong cùng kỳ hàng năm ở Pháp. Trong khi đó, Tổ chức Khí tượng Thế giới WMO cho biết trái đất đang tiếp tục trải qua một năm đặc biệt nóng và mùa hè sẽ tới sớm bất thường. Mới đây, thì hàng chục học sinh nam mặc váy kẻ caro đã ngẩng cao đầu khi họ đến học ở Học viện Exeter ở Anh. Cảnh tượng bất thường này ở tại thành phố Exeter, hạt Devon của Anh Quốc, nhanh chóng trở thành tin nóng cho một loạt hãng tin trên thế giới. Theo Reuters, khoảng 50 nam sinh đã tham gia cuộc biểu tình với váy kẻ caro để phản đối một quy định về đồng phục của trường. Cuộc biểu tình bắt nguồn khi thời tiết nắng nóng lên đến hơn 30 độ C, mức kỷ lục kể từ năm 1976. Các học sinh nam muốn mặc quần cộc thay vì quần dài như thường lệ. Tuy nhiên, giáo viên trả lời rằng quy định của nhà trường không cho phép mặc quần cộc. Các nam sinh đã phản đối rằng tại sao các bạn nữ lại được phép mặc váy, còn họ lại không được mặc quần cộc. Hiệu trưởng ngôi trường này trả lời một cách bông đùa rằng các cậu có thể mặc váy nếu muốn. Điều không ngờ rằng các chàng trai trẻ lại dám làm điều đó. Một số em mượn váy từ các bạn học nữ hoặc chị em gái. Có em thậm chí còn cạo lông chân. Sự việc này đã thu hút mối lo ngại từ các bậc phụ huynh. Con trai tôi muốn mặc quần cộc, nhưng giáo viên nói là nó sẽ bị đưa vào phòng cách ly suốt cả tuần còn lại. Hiệu trưởng nói với các em là chúng có thể mặc váy nếu muốn, nhưng tôi thấy bà ấy chỉ đang mỉa mai. Các bạn nữ được phép mặc váy suốt nhiều năm, họ còn bị lạnh chân, trong khi chúng tôi ngồi đó và toát mồ hôi vì nóng. Quyết định táo bạo của các nam sinh đã khiến ngôi trường phải cân nhắc lại chính sách của mình. Một phát ngôn viên của Hội đồng Hạt Tiệp Vông cho biết không ai trong số các nam sinh bị khiển trách và bị cô lập vì mặc váy. Nhắc tới Campuchia, trong ấn tượng của du khách nước ngoài không chỉ có Angkor Wat hay là Angkor Thom mà còn có những đặc sản nổi tiếng. Đó là các loại côn trùng rán giòn và đứng đầu là món nhện độc tarantula. Người dân bản địa giải thích là chính sự nghèo khó và đói khổ ở thập niên 1970 khiến họ đã ăn tất cả những gì họ có thể kiếm được như là nhện tarantula. Và đến nay thì những món ăn hoang dã này vẫn nằm trong thực đơn của người Campuchia. Mời quý vị và các bạn cùng theo chân những người săn nhện tarantula để biết thêm về món ăn độc đáo này. Trên tuyến quốc lộ 6 từ Phnom Penh đi Siem Reap, du khách sẽ rất kinh ngạc với những món côn trùng chiên giòn như bọ cạp, dế mọi, cà cuống. Nhưng độc đáo và làm cho du khách ấn tượng nhất là nhện đen tarantula.
Nhện đen có vị rất khác biệt, vị của nó sang hơn những loài côn trùng khác như là dế hay cả cuống. Người dân bản địa cho biết, thời điểm này là mùa thu hoạch nhện đen tarantula trong năm. Trước kia, nhện đen tarantula được bắt ngay tại những khu đất hoang ở thị trấn Skuong. Nhưng hiện nay, người dân phải lên tận tỉnh Prit Vihear gần biên giới Thái Lan mới có thể tìm bắt được nhện đen. Chúng tôi đi bộ và tìm kiếm những hàng nhện. Sau đó chúng tôi sẽ kiểm tra xem đó là hàng cũ hay hàng mới. Nếu là hàng mới, chắc chắn sẽ có nhện ở bên trong. Trong mùa thu hoạch, mỗi thợ săn nhện như Kim Khoi có thể bắt được từ 30 tới 140 con nhện. Mỗi con được bán với giá từ 1.000 tới 1.400 rien, tương đương 5.000 đến 7.000 đồng. Khách hàng của món nhện đen tarantula chủ yếu là người dân bản địa, còn du khách nước ngoài thì có vẻ e ngại món ăn này. Khách mua nhện thì khá đa dạng, tuy nhiên mua để ăn thì chỉ có người bản địa, còn du khách nước ngoài họ chỉ mua để chụp ảnh, rất ít người dám ăn. Ngoài chế biến thành món ăn, người dân địa phương còn mua nghệ đen tarantula sống để ngâm rượu trị nhức mỏi và thấp khớp. Thông tin về món ăn nhện độc tarantula của người dân Campuchia cũng đã khép lại bản tin nhật ký cuộc sống ngày hôm nay của VTC14. Chân thành cảm ơn quý vị đã dành thời gian theo dõi. Xin được kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.